Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2023, tại giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, đã diễn ra lễ bế mạc khóa huân tu Kiết Đông lần thứ nhất do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức. Khóa huân tu Kiết Đông lần thứ nhất do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 11 năm Quý Mão, có 83 chư tôn đức là thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Chư tôn đức là chánh, phó, thư ký các ban trực thuộc và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị thành trong tỉnh tham dự. Trải qua 10 ngày huân tu miên mật, sáng nay khóa tu đã đến hồi kết thúc. Buổi lễ bế mạc được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần trang trọng, với sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban tổ chức khóa huân tu, Hòa thượng Thích Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và chư hành giả tham dự khóa tu. Sau lời phát biểu khai mạc buổi lễ của Hòa thượng Thích Giác Nhân, hội chúng được lắng nghe Đại đức Thích Minh Bửu, Phó thư ký, Phó văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh báo cáo sơ lược chương trình diễn ra trong khóa tu. Đại đức Thích Huệ Phát, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tuyên đọc quyết định của Thượng tọa Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao chứng nhận khóa tu đến chư hành giả. Thay mặt ban tổ chức khóa tu Kiết Đông lần thứ nhất, Thượng tọa Thích Quảng Lộc có lời tán thán tinh thần tu học tinh tấn của chư hành giả. Thượng tọa cho rằng sự an lạc của chư tôn đức trong khóa tu là niềm khích lệ vô giá đối với người điều hành giáo hội. Tại khóa tu lần này, chư tôn đức đã hỗ trợ rất nhiều cho ban trị sự, được thể hiện qua năng lượng tu tập và những góp ý thiết thực tại các buổi thảo luận. Với những lợi ích thiết thực đó, nên thường trực ban trị sự đã thống nhất đưa việc tổ chức khóa huân tu Kiết Đông vào khung hoạt động hàng năm của Phật giáo tỉnh nhà. Như lời Đức Phật dạy, chư hành giả đã tu tập trong niềm đoàn kết, suốt 10 ngày tu học, thảo luận trong tinh thần hòa hợp, và hôm nay chúng ta giải tán trong sự hoan hỷ. Với công đức ấy, nhất định sẽ làm cho Phật giáo tỉnh nhà ngày thêm vững mạnh. Được biết trước đó, buổi tối ngày 21 tháng 12, Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng đã chủ trì buổi thiền trà cho chư hành giả tham dự khóa huân tu. Tại buổi thiền trà, sau giờ tĩnh tọa nhiếp tâm, chư hành giả được xem lại video clip về các thời khóa tu học của đại chúng với tâm vững chãi, an lạc và thảnh thơi. Sau đó, dưới sự điều phối, đề dẫn của Thượng tọa chủ trì, chư tôn đức lần lượt có những chia sẻ cảm nhận của mình trong khóa huân tu lần này. Qua đó, chư hành giả được học hỏi lẫn nhau nhiều lời hay ý đẹp. Gia hạnh mùa đông thật vui thai, giới đức từ đây tỏa hương bay, nương tiếng kệ kinh về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ ngát đông này.